Thưa quý vị, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng DLC Corp đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập vào sáng nay. Dự lễ kỷ niệm có đại diện các bộ ngành trung ương, các tỉnh thành nơi DLC Corp đầu tư. Về phía tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng DLC Corp, tiền thân là Nhà nghỉ Công nhân viên chức ngành xây dựng, thành lập năm 1990 tại Vũng Tàu. Năm 1992, Nhà nghỉ phát triển thành Công ty Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Du lịch, tiếp đến là Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng DLC năm 2001. Năng động, tiên phong trong công cuộc đổi mới doanh nghiệp, năm 2002, DLC được Chính phủ chọn là một trong những đơn vị đầu tiên của Bộ Xây dựng thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con. Cuối năm 2008, doanh nghiệp hoàn tất cổ phần hóa, trở thành Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng DLC Corp. Chỉ sau một năm, doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, mở thêm nhiều cơ hội cho sự phát triển của DLC Corp. Năm 2017, DLC Corp thoái 49,65% vốn nhà nước, chuyển sang mô hình tập đoàn kinh tế tư nhân, đóng góp 2.274 tỷ đồng vào nguồn thu ngân sách cho Bộ Xây dựng. Hiện nay, vốn điều lệ của DLC Corp đạt 3.149 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 8.197 tỷ đồng, doanh thu thuần năm 2019 đạt 2.116 tỷ đồng. Hiện DLC Corp đang tạo việc làm và thu nhập ổn định cho khoảng 8.000 cán bộ, công nhân viên lao động, với mức thu nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng một người một tháng. Bên cạnh việc chăm lo đời sống cho người lao động, DLC Corp còn tích cực đóng góp cho công tác an sinh xã hội với số tiền hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, lãnh đạo DLC Corp cho biết, trong tương lai, DLC Corp tiếp tục ưu tiên phát triển các dự án đô thị vùng ven, đẩy mạnh phát triển bất động sản du lịch tại những thành phố thuận lợi về du lịch như Vũng Tàu, Quảng Bình, Vĩnh Yên, Hà Nam. Bên cạnh hoạt động kinh doanh bất động sản, DLC Corp cũng đầu tư tài chính vào những công ty hỗ trợ mục tiêu phát triển bất động sản như xây dựng, môi giới và quản lý bất động sản.